Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shopping Tiger trong phần chơi Power. Rồi, đi kiểm tra liền. Có gì đây không? Không có. Không có thì có thể là mình sẽ cần phải đưa cái storage này nó vô sát bên một chút. Bây giờ mình sẽ cần phải có production line với assembly line. Giờ trước mắt là ta sẽ chừa chỗ để đặt cái Univon. Cái này mình nghĩ là nếu mà được thì nó được đưa xuống một cái khu, cái góc nhìn khác nó sẽ tốt hơn cho cái chuyện mà xây dựng này. Bây giờ ở đây là tạm ổn nè, nhưng mà bây giờ còn thiếu nữa một vài thứ nữa. Thì chỉ có nước là cho lên tầng mới thôi. Phải lên tầng mới mới chịu nổi. Cứ ở dưới này là thấy không chịu nổi rồi đó. Đây là căn cứ sau khi dọn sạch sẽ. Giờ lấy hết schematic ra, đem qua bên kia. Mấy cái phần này thì tạm thời để đây ha. Có mấy món này để coi chắc dọn luôn á. Ở đây thì mình đang còn đồ cho nên mình chưa có đập bỏ. Chắc chắn là mình sẽ đập bỏ. Ở đây là làm thêm một cái tầng đi lên. Lên cao cao một chút. Ok. Rớt đá xuống. Cái tường này tường tạm thôi. Quên gắn cái cửa sổ vô à, phải lên cao cao như vậy nè. Thì mấy bé bự bự đó sẽ không có bị dướng. Bên kia đã xong cái ren rồi. Thì có thể bỏ thêm vô cái voi đi ra chỗ khác coi. Bên đây là mình đang bò gà với lại con gì nữa, bò gà và trứng với sữa à, con ong. Ong vô cái honey. Mấy con đó thì có nhiệm vụ ở trong respawn có luôn. Thì phải sao, phải xài Univon làm gì? Respawn luôn nè. Ở đây là boss respawn nè, trong tòa tháp á. Mà con này mình bắt được trên đường đi. Thì có thể thay thế Univon ha. Univon có cấp độ 2 thôi. Mà Slugger không được. Slugger là thuộc thể loại tạm biến rồi. Slugger work speed trừ 30% luôn á. Khủng khiếp. Đi kiếm cái con này nữa. Work speed mà thôi, nó cũng là cấp điện thôi à, nó không cần nhanh cũng được. Cho nó slugger thì nó slugger luôn đi. Chăm chăm rồi mà vẫn còn phải làm nữa. Ôi, cái mặt nó kìa, dữ ghê chưa. Họ xây dựng mà cũng chọn nữa. Xây bên này trước. Nãy đang xây bên đây, cái bấm xây bên này, cái chuyển qua bên này hết. Rồi sao còn con ong nãy đây nữa. Ốc về luôn. Không bắt lên được. Ngông này đáng lẽ phải cho vô lấy mạch bệnh kìa. Rồi đợt ray lại xuất hiện bà. Ê, coi chừng, coi chừng. Cho bò đánh nhau rồi mỗi xỉu nữa nè. Đừng ma, đừng ma, đừng ma. Cứ bánh thoải mái xa láng nó bệnh đi. Ôi thôi, rồi có trụ nổi không? Banh giáp, banh gì này nọ luôn. Rồi bacon mạnh dữ vậy. Oh, Nightwing mạnh quá. Rồi đi tôi luôn. Họ nó quánh hết luôn kìa, xỉu hết luôn, defeat luôn. Hay là ở căn cứ phụ đó mà sao xuất hiện toàn là chim không à. Thôi vẫn còn kìa. Rút đi đi. Đánh banh chành hết trơn rồi còn gì nữa đâu mà không rút. Level 31 không à, hỏi sao. Tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Hiểu luôn. Ê, cái tình luôn á. Rồi và giờ khắc đã tới. Chỗ này là sạch sẽ. Để chúng ta hủy bay upgrade max level. Giờ hủy sao đây? Bấm vô đây dismantle bay. Đồng ý. Và bum, banh chành hết luôn. Nó bao nguyên khu xung quanh mà. Về đây đặt cái giường ngủ. Cái giường có sẵn chỗ này nè, đặt luôn.
miễn sao có gì che trên đầu là được. Để đây luôn đi. Rồi bà con vô gõ phủ với coi. Ở đây nhà kho thì mình sẽ để mấy cái món đồ bình thường thôi. Mấy cái đồ này vô trọng. Ra đây lấy mấy chục kim gạch luôn. Để làm thêm mấy cái công thức. Bên này Mining Speed, rồi Logging nè. Có cái Handiwork nữa. Chắc gắn cái này trước. Handiwork. Rồi vô. Cả đám phụ coi. Rồi mình bỏ đi. Còn mấy công thức này đủ luôn, chơi luôn. 50. Bây giờ chặt cây với cái đó. Rồi hay quá. Không có cái máy thì không có làm được cái đó rồi. Phải có cái máy thì mới để cái giường được. Cái tịnh mới ngủ được. Tập gái rồi chúng ta đi ngủ cho trời sáng lên. Hả? Phải làm cái roof lên à. Nó kỳ lạ vậy đó, không xài cái kia được. Rồi bây giờ để coi, bây giờ mình sẽ làm thêm cái breeder đi. Chúng ta sẽ làm breeding farm luôn, thiếu fiber. Fiber thì lại thiếu một vài thứ nữa. Lại thì làm một vài thứ nữa. Production đâu? Oh yeah. Breeder mà nó xây từ dưới xây lên luôn kìa. Đứng dưới gõ lên. Hay quá em ơi, giỏi quá. Rồi còn con kia thì ngố luôn rồi. Thiệt. Tắt nó lại. Bíp nó lên. Nó ngố luôn rồi, đang đói bụng không biết đường đi. Đi ăn đi rồi tính tiếp. Rồi giờ thử mở cái trứng coi, có gì đặc biệt nha, trứng lửa nữa nha. À, bum. Ragnarok. Oh. Tỏ kỵ. Ragnarok. Nó đâu. À bà thấy nhanh hơn rồi đó. Cái phun lửa nữa. Ragnarok. Phun lửa cấp độ 3. Trên pot cấp độ 3. Ngon lành. Cái bay bên này vô cùng thê thảm luôn. Bị vô bào quá bào. Bào quá bào luôn. Vô làm việc lại mấy đứa ơi. Rồi bây giờ còn đủ để nâng cấp rất nhiều luôn, kiếm được 71 cái luôn mà. Vô. Đồng ý. Rồi hết rồi đó. Giờ đây đang ở cấp độ 7. 7 lên 8 cần có 24 cái, đi kiếm thêm đi. Đi kiếm rất là lâu, chỉ để xài. Chút xíu vậy thôi đó. Bây giờ cho thêm xử lý. Có cây mid cleaver rồi, cho thêm xử lý đạn handgun. 31 production. Cái này thiếu charcoal. Thiếu charcoal thì phải mở lại để làm charcoal. Phải bỏ đi để thử xây cái kia nhưng mà không đủ chỗ nè. Ở bên đây là tạm ổn. Chuyển nhà mọi thứ vẫn còn chưa có ok lắm. Chưa có hệ thống phòng thủ nữa. Và phòng thủ là hả, vô là dễ xỉu lắm á. Rồi trong này chúng ta sẽ xây cái nhà hỗ trợ đào đá. Rồi trong này có ai phụ tôi xây không đây? Cái này hỗ trợ thôi. Xe mỏ nè. Wow đông vậy. Cứ tưởng không có ai nhưng mà đông quá. Đây xong. Bên đây sẽ được tăng phần trăm đào đá lên này nọ. Mình kiểm cái coi đào được nhiêu ai. Ôi đào được con cục luôn. Nhiều dữ ta. Kỳ vậy. Đào được con cục à, toàn là gỗ không à. Mấy con rùa làm gì vậy? Rùa vui chơi luôn rồi.
Bây giờ phải cho xử lý thêm charcoal để làm gunpowder nữa, rồi phải kiếm thêm sulfur nữa. Và trứng gì đây? Hai con flame bell lại với nhau. Bum, ra được một con flame bell chứ ra cái gì nữa. Rồi con flame bell đó ra đây. Holy gun. Rồi chưa có gì đặc biệt, cái bỏ con heo vô đi. Khoan, có cái này bữa giờ chưa có thử. Mắt mặt kia. Đây. Đứng lại. Chang. Cảnh tượng gì đó không thấy. Rồi vào được. Flame organ với lại high quality power oil. Cảnh tượng gì đó không biết. Vậy lại hai con voi với nhau có lý hơn. Bây giờ mình bỏ hai con voi mình lai với nhau ha. Với đi tìm cái high quality power oil thì lai voi với voi. Ồ mà hai con voi đúng không vậy? Hai con voi đực. Rồi trúng luôn hai con voi đực hay hai voi cái rồi đây. Nó bị quyết cành rồi kìa. Coi thử rồi. Nãy quên để ý luôn. Rồi hai con voi đực luôn. Hay thiệt luôn. Và đổi lại Woolly Pop. Đúng một cặp nha, được cái luôn. Cho bánh kem vô gọi luôn. Rồi hãy tiếp tục sản xuất trứng đi mấy đứa ơi. Cho nó đẻ ra thêm. Bây giờ cất cái này vô. Oh yeah, ghê quá. Nè, đưa đây, pallet. Ui da. Valet ra đây. Cái này 50%. Ngon lành. Chín luôn. Bum. Rồi mấy em này cho nghỉ được rồi đó. Không làm việc nữa ha. Tháo bánh lại đi. Một trứng cho vui vui là được rồi. Ôn vậy thì che làm gì. Kiểu này hơi kỳ. Kiểu này hơi kỳ. Vậy thì che làm gì? Rồi rớt cái gì ra đây? Và ta sẽ có Reset Pail. Rồi à, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã chuyển nhà cũng tạm ổn. Xài những bé cao cấp hơn để có thể xử lý những công việc cho được nhanh chóng hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc nhìn ngắm ta đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.